khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 4 lý do người cao huyết áp nên hạn chế dùng dầu đậu nành trong chế độ ăn. Chế độ ăn của người cao huyết áp đóng vai trò không hề nhỏ trong việc cải thiện tình trạng bệnh. Vì thế, bạn nên tìm hiểu để xây dựng một khẩu phần ăn uống lành mạnh hơn. Theo nhiều nghiên cứu, dầu đậu nành có thể gây ra những tác động bất lợi lên sức khỏe. Bài viết này sẽ cho bạn biết 4 lý do tại sao nên hạn chế dùng dầu này khi chế biến thức ăn cho người cao huyết áp. Cách phát hiện cao huyết áp. Thông thường, để nhận biết tình trạng huyết áp cao của một người, chuyên gia sẽ đo huyết áp rồi so sánh với bảng giá trị bình thường. Nếu chỉ số huyết áp lớn hơn hoặc bằng mức 140/90 thì có thể bạn đã bị cao huyết áp. Tuy nhiên, chỉ số này chưa hẳn đã chính xác hoàn toàn. Nó có thể cao bất thường do stress hoặc hoạt động nặng nhọc. Chính vì vậy, để xác định được chính xác huyết áp của mình, bạn nên đo thường xuyên. Bên cạnh đó, bạn cũng phải cung cấp thêm thông tin về những bệnh đã từng mắc hoặc các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, hoa mắt, mất ngủ nhẹ, mặt đỏ bừng để có thêm cơ sở đưa ra kết luận. Người cao huyết áp có thể gặp những biến chứng gì? Bệnh cao huyết áp có nguy hiểm không? Câu trả lời là có, bởi cao huyết áp rất khó phát hiện, hầu như là chỉ khi bệnh ở mức độ nặng. Người mắc mới nhận thấy sự bất thường. Cao huyết áp có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như ảnh hưởng đến mạch máu. Tăng huyết áp kéo dài sẽ làm các mạch máu trở nên sơ cứng, xuất hiện tình trạng phình động mạch, từ đó làm ảnh hưởng đến tim, cơ và các tế bào do quá trình vận chuyển máu, oxy bị cản trở và gặp khó khăn, gây nhiều bệnh về tim. Khi huyết áp cao, thường kèm theo hiện tượng các mạch máu bị tắc nghẽn, gây cản trở tuần hoàn, từ đó khiến lượng máu mang oxy về tim bị nghẽn. Cuối cùng là đau tim, suy tim, nhồi máu cơ tim, vân vân. Ảnh hưởng đến não. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng huyết áp cao dễ khiến cho các mạch máu nhỏ trong não bị vỡ. Điều này làm cho lượng máu vận chuyển lên não bị thiếu hụt, dẫn đến tình trạng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Nếu kéo dài, dễ gây đột quỵ, xuất huyết não, để lại di chứng cả đời cho người bệnh. Suy thận do cao huyết áp. Do áp lực máu cao, các mạch máu trong thận bị hư hại, nghiêm trọng, lâu dần dẫn đến suy thận, vân vân. Cao huyết áp gây tổn hại đến hàng loạt cơ quan trong cơ thể. Vì thế, bạn nên thay đổi lối sống và ăn uống lành mạnh hơn để góp phần cải thiện bệnh lý này. 4 lý do người cao huyết áp nên hạn chế dùng dầu đậu nành. Dầu đậu nành chứa một lượng lớn axit béo không bão hòa, đặc biệt là omega 6, có thể gây hại cho sức khỏe. Tuy cả axit béo omega 3 và omega 6 đều cần thiết cho sức khỏe con người, nhưng dầu đậu nành chứa nhiều omega 6 hơn omega 3. Chính lượng axit béo này sẽ làm tăng sản xuất các chất gây viêm có hại. Dưới đây là 4 lý do người cao huyết áp nên hạn chế hoặc dừng việc sử dụng dầu đậu nành khi nấu nướng các món ăn. Dầu đậu nành làm tăng khả năng bị béo phì. Béo phì là yếu tố nguy cơ gây nên bệnh cao huyết áp. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng chế độ ăn nhiều dầu đậu nành thúc đẩy sự lắng đọng chất béo cũng như chứng béo phì. So với chế độ ăn kiêng với dầu dừa, dầu đậu nành gây béo phì nhiều hơn. Sự hiện diện của axit linoleic trong dầu đậu nành chính là nguyên nhân gây nên tình trạng này. Trong cơ thể, axit linoleic được chuyển đổi thành axit arachidonic, gây viêm và làm tăng sự lắng đọng chất béo trong cơ thể. Dầu đậu nành có thể cản trở hệ miễn dịch. Do chứa hàm lượng axit béo không bão hòa omega 6 cao, dầu đậu nành có thể gây ảnh hưởng lên một số chức năng miễn dịch. Điều này dẫn đến hiện tượng giảm phản ứng của các kháng thể chống lại độc tố hoặc chất lạ, dễ gây hại cho cơ thể. Axit béo omega 6 cũng làm giảm sản xuất globulin miễn dịch, protein có tác dụng chống lại nhiễm trùng
và tăng cường hệ miễn dịch. Chất béo xấu trong dầu đậu nành cản trở hệ thống miễn dịch bằng cách thay đổi biểu hiện gen và tăng sản xuất axit arachidonic. Axit arachidonic gây độc cho tế bào, làm giảm sự kích hoạt bạch cầu. Điều này kìm hãm hệ thống miễn dịch và dẫn đến suy giảm khả năng miễn dịch. Dầu đậu nành làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Dầu đậu nành dễ bị oxy hóa trong quá trình nấu nướng, làm sinh ra những chất có hại cho sức khỏe tim mạch. Hơn nữa, dầu đậu nành rất giàu axit béo không bão hòa đa, đặc biệt là axit linoleic, một loại axit béo omega 6. Axit linoleic gây ra quá trình oxy hóa cholesterol LDL6, dẫn đến sự hình thành các mảng bám hoặc cục máu đông trong động mạch. Linoleic acid cũng gây viêm, làm tổn thương động mạch, thúc đẩy sự chết của mô tim và cuối cùng là ngừng tim. Dầu đậu nành có thể gây rối loạn lipid. Dầu đậu nành làm tăng nồng độ axit béo tự do và cholesterol trong cơ thể. Nó làm tăng mức cholesterol xấu LDL và giảm mức cholesterol HDL tốt trong máu. Bên cạnh đó, một loại axit béo không bão hòa đa có trong dầu đậu nành làm hạn chế việc loại bỏ cholesterol ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng dầu đậu nành làm tăng nồng độ chất béo trung tính trong máu. Rối loạn lipid máu chính là một trong những nguyên nhân có thể gây bệnh cao huyết áp. Vì thế, bạn nên xem xét hạn chế dùng loại dầu này khi nấu nướng các món ăn. Kết luận, có thể dùng một lượng nhỏ dầu đậu nành để nấu ăn. Tuy nhiên, đó không phải là một lựa chọn lành mạnh cho những người bị béo phì, rối loạn lipid máu, cao huyết áp, v.v. Thêm vào đó, dầu đậu nành bị làm nóng đến nhiệt độ cao sẽ sinh ra một số chất có hại. Do đó, bạn không nên dùng dầu đậu nành để chiên, rán thực phẩm. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.